Phi Nhung bị chụp lại đang vui chơi tại Mỹ, cái chết chỉ là màn kịch. Mới đây một vị khán giả giấu tên cho biết Phi Nhung hiện tại vẫn khỏe mạnh và việc cô mất vì Covid-19 chỉ là một màn kịch đánh lừa dư luận. Ngoài ra vị khán giả này còn bí mật cung cấp cho chúng tôi loạt hình ảnh được cho là ca sĩ Phi Nhung đã chụp gần đây. Cô cũng cho biết chính mình đã chụp nhận tấm hình đó cho Phi Nhung. Sự vi sẽ chẳng có gì, nhưng khi nhìn vào tấm hình, thì có vẻ như ca sĩ Phi Nhung đang rất hạnh phúc bên gia đình và dường như không hề quan tâm đến thị phi sau tin đồn mình qua đời. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thắc mắc liệu đây có phải là người giống người, chứ sự thật thì ca sĩ Phi Nhung đã mất vì Covid-19, còn tổ chức cả tang lễ, làm sao có chuyện sống lại được. Nhưng nhìn kỹ hơn vào tấm ảnh thì người này giống Phi Nhung đến 99% và đặc biệt bên cạnh còn có con gái Wendy. Hiện tại trên cộng đồng mạng lại được một phen náo loạn bởi thông tin chấn động này. Trước đó, ca sĩ Phi Nhung phải nhập viện Gia An một một năm điều trị Covid-19 từ ngày 19 tháng 8. Bệnh chuyển biến nặng cô phải chuyển sang bệnh viện chợ rẫy vào tối 26 tháng 8. Trong những ngày cô Lâm bệnh nặng, người thân và bạn bè của Phi Nhung đã luôn liên lạc với các bác sĩ để được biết về tình trạng của cô. Trước khi mắc Covid-19, Phi Nhung có tham gia vào một số bếp ăn từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô tham gia nhiệt tình các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ nấu cơm gửi tới các y bác sĩ tuyến đầu. Trong quá trình làm việc, nữ ca sĩ có tiếp xúc gần với vài ca F0. Vì dương tính với SARS-CoV-2, nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay và một show diễn tại Mỹ vào ngày 22 tháng 8. Phi Nhung sinh năm 1972 quê tại Gia Lai. Năm 2005, sau thời gian dài định cư tại Mỹ, ca sĩ về nước ca hát và kinh doanh. Phi Nhung được khán giả yêu mến khi thể hiện các ca khúc dân ca trữ tình như Bông Điên Điển, Phải Lòng Con Gái Bến Tre. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin này và gửi đến cho các bạn những kết quả chính xác nhất vào bản tin sau. Hãy cùng chờ xem vào video kế tiếp. Phía cơ quan điều tra Mỹ vào cuộc lật tùng cái chết của Phi Nhung hé lộ nhiều bí mật khủng khiếp. Mới đây, một lãnh đạo tại Mỹ đã có công văn yêu cầu tiến hành điều tra lại nguyên nhân Phi Nhung qua đời bởi dù gì cô cũng là một công dân của nước Mỹ. Theo đó, nhà lãnh đạo này đã có chỉ thị cho các cơ quan tình báo xem xét thông tin mật về cái chết của ca sĩ Phi Nhung, tìm hiểu thật kỹ nguyên nhân bí ẩn phía sau, xem có điều gì mờ ám hay không. Vào ngày hôm nay, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, cơ quan tình báo vừa công bố hai kịch bản có thể xảy ra liên quan đến cái chết của Phi Nhung, nhưng vẫn chưa thể đưa ra đáp án chính xác về sự việc này. Theo đó, tang lễ của Phi Nhung vừa được cử hành xong, con gái Wendy lập tức đến Bộ Ngoại giao Mỹ, yêu cầu điều tra xem xét lại về cái chết bất thường của Phi Nhung. Ngoài ra, cô nhấn mạnh, việc này có thể liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, mong có thể tìm lại danh dự cho cố ca sĩ Phi Nhung. Theo đó, cũng có nhiều luồng thông tin cho rằng, có thể cái chết của Phi Nhung có sự sắp đặt của một thế lực nào đó phía sau, chứ mất vì Covid-19 rất khó xảy ra, bởi trước đó cô đã có kết quả xét nghiệm âm tính với loại virus này. Cùng với đó, hàng loạt cộng đồng mạng và bình luận ủng hộ hành động này của con gái Phi Nhung bởi không thể để một người đạo quốc phải gánh chịu tiếng xấu từ những lời bị đặt của bà Phương Hằng. Trước đó, ca sĩ Phi Nhung qua đời vào lúc 12h15 trưa ngày 28 tháng 9 sau hơn một tháng chữa trị Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Con gái ruột của chị là Wendy Phạm vì ở Mỹ nên nghệ sĩ Vi Hương đại diện cho gia đình lo hậu sự cho đồng nghiệp. Theo đại diện bệnh viện cho biết, Phi Nhung qua đời do biến chứng nặng của Covid-19, hoại tử một phần phổi, suy đa cơ quan. Trước đó, ca sĩ được chạy emo, lọc máu và được điều trị bằng các loại thuốc cao cấp nhất. Khoảng 86% F0 nhập viện tại thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vaccine Covid-19, có bất thường. Chuyên gia cho rằng có nhiều trường hợp đã tiêm đủ hai mũi nhưng vẫn nhiễm bệnh nhập viện, thậm chí tử vong thì cũng không phải điều bất ngờ. Gần đây, thông tin 86% bệnh nhân nhập các bệnh viện điều trị COVID-19 tầng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm ít nhất một mũi vaccine và 17 trường hợp tử vong dù đã tiêm đủ hai mũi, được ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh công bố khiến nhiều luận xôn xao. Câu hỏi đặt ra nhiều nhất là việc tiêm vaccine có thực sự giúp bảo vệ người dân khỏi đại dịch hay không. Trao đổi với phóng viên Phó giáo sư Đỗ Văn Dũng, Phó hiệu trưởng kiêm trưởng khoa y tế công cộng, Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh cho biết khi đã tiêm phủ vaccine rất dày mà tỷ lệ người nhập viện đã tiêm vaccine cao không phải là điều bất ngờ. Điều đó chỉ thể hiện vaccine có hiệu quả bảo vệ nhưng không phải 100%. Cụ thể khi hiệu quả bảo vệ không hoàn toàn dù có trên 90% đi nữa, nhưng nếu số người tiêm vaccine nhiều lên, mẫu số càng lớn thì tương ứng với số người mắc bệnh vẫn có khả năng lớn. Vì vậy tỷ lệ người nhập viện có tiêm vaccine gia tăng không có gì lạ. Theo chuyên gia, hiện nay có nhiều thông tin diễn giả sai, không chỉ ở Việt Nam mà còn tại các quốc gia khác. Đơn cử như ở Anh, người ta dùng con số thống kê 72% F0 tử vong là người đã tiêm vaccine để đã kích việc tiêm chủng. Hay tại Singapore, số liệu ngày 14 tháng 10 ghi nhận, trong số những người chuyển nặng có 50% là những người đã tiêm vaccine, 50% chưa tiêm. Từ đó có người suy diễn rằng tiêm vaccine hay không thì tỷ lệ chuyển nặng vẫn giống nhau. Nhưng thực tế số người đã tiêm vaccine ở Singapore gấp 6 lần số người không tiêm. Điều này đồng nghĩa dù cùng một biến cố, nhưng những người đã tiêm vaccine có hiệu quả bảo vệ gấp 6 lần. Do đó, để tránh gây nhầm lẫn, chính phủ Singapore đã không còn thống kê riêng về số người đã tiêm vaccine trong các trường hợp tử vong hay số tiêm vaccine trong những người chuyển nặng là bao nhiêu, mà phân biệt rõ trong những người có và không tiêm vaccine thì tỷ lệ tử vong là bao nhiêu. Nếu không tiêm vaccine, tỷ lệ chết gấp 10 lần so với được tiêm, Phó giáo sư Dũng khẳng định. Cũng theo chuyên gia, người thống kê về dịch tễ học sẽ không nhìn vào con số tử vong đơn thuần để đánh giá. Trên mạng xã hội nhiều hot Facebooker có sức ảnh hưởng mặc dù biết việc này, nhưng vẫn cố lái mọi người suy nghĩ theo hướng bất lợi, để mọi người không tiêm vaccine. Nếu vaccine hoàn hảo 100%, không có ai tiêm xong bị bệnh và tử vong thì dịch đã hết từ lâu. Phó giáo sư Dũng cho rằng, Quan điểm về chống dịch thích ứng an toàn và linh hoạt của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình hiện tại là rất đúng. Trước thắc mắc liệu thành phố đã cần tăng cấp độ dịch từ mức độ 2 sang mức độ 3 chưa, chuyên gia nói theo quan điểm của ông, muốn trả lời câu hỏi này phải phân tích tổng số người mắc Covid-19 và tử vong trên tổng số dân. Riêng ông đặc biệt quan tâm đến tỷ lệ tử vong và cho rằng tỷ lệ này ở thành phố Hồ Chí Minh còn hơi cao. Và cụ thể nếu như so sánh với Singapore, có tỷ lệ tiêm chủng tương đương nhưng số tử vong trên người mắc chỉ khoảng 2 trên 1 ngàn. Còn tại Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ hiện tại là 2 trên 100. Theo thống kê của Bộ Y tế đến ngày 15 tháng 11, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam chiếm 2,2% so với tổng số ca nhiễm. Dù vậy, nếu thống kê số mắc là đúng thực tế, xét nghiệm ở những người có nguy cơ và triệu chứng thì 1.000 hoặc 2.000 người mắc một ngày tại thành phố Hồ Chí Minh không là quá cao. Nếu chia ra thì tỷ lệ mắc chỉ khoảng 120 đến 130 trên 100.000 dân, chưa vượt quá cấp độ dịch. Con số này vẫn thấp hơn so với nhiều quốc gia khác, như Singapore, dân số chưa đến 6 triệu người, nhưng số mắc có thể lên đến 4 đến 5.000 một ngày. Phó giáo sư Dũng thẳng thắn cảnh báo, hiện nay vì xét nghiệm hoặc chuẩn đoán bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh có thể chưa được thực hiện đúng mức thực tế cho thấy đã có trường hợp khai báo đã là F0 rồi nhưng vẫn chưa được tiếp cận với y tế dẫn đến số cách ly hoặc được điều trị kịp thời không đúng